Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm 2013. Kính thưa quý vị, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay tuyên phạt Phạm Nguyễn Thanh Bình 3 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng, Phạm Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1983, quê gốc Hải Phòng, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn. Đầu năm 2012, Bình thường lên mạng Internet tìm kiếm các thông tin và biết được Nguyễn Xuân Châu, một blogger sinh sống tại Úc. Sau đó, Bình nhận viết cho blog của Châu 8 bài viết có nội dung được cho là xuyên tạc đường lối của Đảng, sự điều hành của chính phủ, cũng như bịa đặt về đời tư của một số lãnh đạo Việt Nam. Từ đó, Nguyễn Xuân Châu đã phát tán trên mạng Internet. Bên cạnh đó, theo cáo trạng, Bình còn cung cấp thông tin cho Châu về tình hình kinh tế, xã hội, chính trị theo hướng lệch lạc và xuyên tạc. Về phần mình, Phạm Nguyễn Thanh Bình cho rằng việc mình viết bài cho blog của Nguyễn Xuân Châu xuất phát từ sự bức xúc trước các tệ nạn tham nhũng, lãng phí trong xã hội. Trong lĩnh vực kinh tế, chính phủ Hoa Kỳ cho biết sẽ thực hiện dự án hỗ trợ kết nối cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Dự án được Đại sứ quán Hoa Kỳ bảo trợ do các nhóm học giả và sinh viên các chương trình Fulbright, Humphrey, International Visitor Leadership Program thực hiện. Dự án này chính thức khởi động từ ngày hôm nay 17 tháng 4 đến ngày 3 tháng 1 năm tới tại hai thành phố chính là Hà Nội và Sài Gòn. Dự án này nằm trong số 36 dự án được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chọn ra để hỗ trợ tài chính. Mục tiêu của chương trình là nhắm đến các doanh nghiệp trẻ gặp khó khăn trong việc phát triển, cũng như tạo cơ hội cho các chủ doanh nghiệp được gặp gỡ, học hỏi từ ban cố vấn. Ban cố vấn bao gồm các chuyên gia kinh tế, giám đốc, thành viên ban quản trị của những tập đoàn lớn. Sang phần tin khác, thưa quý vị, tỉnh Quảng Nam sẽ huy động trực thăng ứng cứu nếu động đất lên mức nguy hiểm như sập nhà, cầu đổ, đường sá nứt nẻ và có thương vong. Đây là một trong những kế hoạch ứng phó với động đất trên địa bàn huyện Bắc Trà My, nơi có dự án thủy điện Sông Tranh II. Theo kế hoạch, một đợt diễn tập sẽ tổ chức trong tháng 8 tới đây với kịch bản là động đất với cường độ 5 độ Richter, sập cầu cống, đường sá nứt và có thương vong. Lúc đó sẽ có khoảng hơn 2.000 người từ Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác cùng tham gia ứng cứu. Sau khi xây dựng dự án thủy điện Sông Tranh II, trên địa bàn Bắc Trà My xảy ra động đất liên tục với cường độ lớn, khiến nhà cửa, đường xá bị rạn nứt, gây hoang mang cho người dân sống trong vùng. Về tình hình khu vực, quân đội Đài Loan hôm nay đã khởi đầu cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến giờ, với mục đích đo lường khả năng của binh sĩ trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Cuộc tập trận kéo dài 5 ngày với sự tham dự của 7.000 binh sĩ, đại diện quân binh chủng bắt đầu hồi sáng sớm ngày hôm nay. Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu nói rằng cuộc tập trận nhằm nhắc nhở mọi người về lời đe dọa sẽ sử dụng giải pháp quân sự khi thấy cần thiết mà chính phủ Bắc Kinh vẫn thường nói tới. Tháng trước, Trung Quốc cho hay ngân sách quốc phòng dành cho năm nay là 116 tỷ đô la, tức tăng gần 11% so với năm ngoái. Ngoài ra, báo chí nhà nước Trung Quốc cũng nói là Bắc Kinh sẽ mua thêm chiến đấu cơ và tàu ngầm của Nga để tăng cường cho sức mạnh quân sự. Liên quan đến tình trạng của các nạn nhân trong vụ nổ bom khủng bố mới đây tại Hoa Kỳ, cộng đồng mạng Trung Quốc tưởng nhớ cô sinh viên người Hoa chết trong vụ đánh bom ở Boston. Rất nhiều bài viết được phổ biến trên mạng tại Hoa Lục chia sẻ niềm thương tiếc trước tin cô sinh viên Đại học Boston là một trong 3 người không may mắn tử nạn trong vụ đánh bom khủng bố hôm thứ Hai vừa qua. Vụ đánh bom này cũng gây thương tích cho hơn 180 người khác, trong đó có gần 100 người vẫn ở trong tình trạng nguy kịch. Hình ảnh cô sinh viên này được tung trên mạng, nhưng tất cả đều đồng ý không nêu tên cô, thể theo lời yêu cầu của gia đình người xấu số. Và tin cuối cùng, thưa quý vị, cùng với người dân Vương quốc Anh, dân chúng khắp thế giới ngậm ngùi chia tay giã từ bà Margaret Thatcher, người phụ nữ đầu tiên giữ chức Thủ tướng Anh. Tang lễ của bà Thatcher được cử hành hồi sáng ngày hôm nay ở London với tất cả các nghi thức trang trọng nhất dành cho một nhà lãnh đạo. Hiện diện trong buổi lễ có nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, những chính trị gia hàng đầu của nước Anh và hàng trăm đại diện các quốc gia bạn. Hàng chục ngàn người đứng dọc hai bên đường để chia tay với người phụ nữ được biết đến biệt danh bà Đấm Thép, xen kẽ với những người hiện diện để bày tỏ sự chống đối về chính sách kinh tế và lao động mà bà Thatcher đã làm khi nắm quyền từ năm 1979 đến năm 1990. Bà Margaret Thatcher qua đời hôm 8 tháng 4 vừa qua, thọ 87 tuổi. Tới đây chúng tôi sẽ được kết thúc bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.